Trưa 27 tháng 8, đội tuần tra cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 thuộc phòng 8, Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ xe container lật trên đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương. Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ cùng ngày, chiếc xe container mang biển số 50H02801 hiện chưa rõ danh tính tài xế chạy trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh về các tỉnh miền Tây. Khi đến km 49+400 thuộc địa bàn xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, bất ngờ xe container bị mất lái, va vào giải phân cách ngoài và lật ngang xuống đường. Tại hiện trường, chiếc xe container rơi xuống ven đường cao tốc. Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên chiếc xe container và giải phân cách ngoài bị hư hỏng. Nhận tin báo, đội tuần tra cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7, phòng 8 đã đến hiện trường phân luồng điều tiết giao thông và xử lý vụ tai nạn.